trận địa vàng mã Trung Quốc, xe tăng tàu chiến không thiếu thứ gì khiến các cụ xúc động với lòng hiếu thảo của con cháu. Nếu như mấy ngày trước, cư dân mạng xôn xao với chiếc bàn trộn DJ vàng mã nổi bần bật trên đường phố Sài Gòn khiến ai nhìn cũng phải rụi mắt, thì xin thưa, đó chưa là gì với trận địa vàng mã khổng lồ của đất nước tỷ dân bên cạnh chúng ta. Giữa một sân vận động to lớn, không biết người ta chuẩn bị lập đàn cúng tế gì mà nào là ô tô, xe máy, tàu chiến, xe tăng, kiệu, bàn ghế rồi thậm chí chăn đệm và vật dụng gia đình la liệt. Không chỉ phong phú về chủng loại mà số lượng và kích thước cũng siêu khủng, toàn nhập cả lô nguyên chiếc to ngang phiên bản trên trần gian. Đúng tiêu chí trần sao âm vậy, con cháu chuẩn bị cho các cụ không thiếu thứ gì. Cư dân mạng thì tò mò đặt ra 10 vạn câu hỏi vì sao, kiểu đã thác xuống dưới kia rồi còn đốt xe tăng với tàu chiến để bắt các cụ đi đánh giặc tiếp nữa hả con với cháu? Hay là đốt tủ lạnh với lò vi sóng, dưới đấy không có điện thì dùng kiểu gì? Người tinh mắt thì phát hiện ra còn thiếu máy bay với tên lửa, cả UAV với vài bộ giáp chống đạn nữa thì mới đủ bộ. Các bạn nghĩ sao về trận địa vàng mã siêu khủng này? Nhớ like, share và subscribe để cùng 8TV liên tục cập nhật những tin tức thú vị mỗi ngày bạn nhé.